mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Có Hẹn Cùng HTVC. Quý vị thân mến, ngày hôm nay lần đầu tiên một nhà thiết kế thời trang đến với Có Hẹn Cùng HTVC. Những bộ sưu tập của anh được yêu mến bởi màu sắc trang nhã và nhấn mạnh vào vòng eo con kiến, tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của người phụ nữ. Những bộ ảnh giới thiệu sản phẩm mới được thực hiện ở địa điểm có cảnh quan đẹp mắt như là một cách quảng bá du lịch Việt Nam. Bạn hãy đoán xem anh là ai nhé. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa sinh tại Bình Dương. Anh theo học ngành thiết kế thời trang trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ghi dấu ấn lần đầu tiên trong lĩnh vực thiết kế với giải ba bộ sưu tập đầu tay do Báo Mực Tím tổ chức. Gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Lê Thanh Hòa thể hiện bản lĩnh của một nhà thiết kế kỳ cựu khi có hàng chục bộ sưu tập được trình làng và là cái tên thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang lớn. Những thiết kế của anh thời gian qua được hàng loạt ngôi sao nổi tiếng lựa chọn xuất hiện trên tạp chí hay sự kiện thảm đỏ danh giá Oscar, Grammy, Cannes. Xin giới thiệu đến quý vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, nhà thiết kế thời trang Lê Thanh Hòa. Xin chào anh và cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Mai Anh và xin chào khán giả của chương trình. Theo như anh được biết thì anh Lê Thanh Hòa đã tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc. Như vậy là từ rất là sớm anh đã tìm thấy được cái đam mê của mình để theo đuổi và được đào tạo rất là bài bản. Không biết là đâu là bí quyết và gia đình có ai theo nghề định hướng cho anh không ạ? Thật ra thì ngay từ nhỏ thì Hòa rất thích vẽ và đam mê sáng tạo. Cho nên là khi mà tốt nghiệp xong phổ thông thì Hòa quyết định theo học mỹ thuật tại trường Đại học Kiến trúc. Thì trong cái quá trình học thì mình cũng có tham gia một số cái cuộc thi về thiết kế thời trang. Thì may mắn cũng đã mỉm cười và mình cũng đã đoạt một số giải thưởng. Thì từ đó thì mình đã quyết tâm là sẽ đi theo con đường thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Quả thật thì hành trình đấy thì nó cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn và thử thách. Bởi vì bản thân Hòa cũng phải trải nghiệm và thử nghiệm rất là nhiều để có thể là có được những cái sáng tạo nó phù hợp với lại cái xu hướng thời trang và có được một cái Lê Thanh Hòa như ngày hôm nay. Và ngay sau khi anh tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc thì một thời gian đó không lâu thì anh đã được tham gia vào Việt Nam International Fashion Week lần đầu tiên được diễn ra ở Việt Nam. Thì cảm xúc của anh như thế nào, một nhà thiết kế trẻ và được tham gia một sàn diễn lớn đến như vậy ạ? Thật ra khi mà được nhận lời mời tham gia trình diễn Việt Nam International Fashion Week thì đầu tiên thì phải nói là mình rất là vui, rất là hạnh phúc vì lần đầu tiên một cái chương trình thời trang chuyên nghiệp được tổ chức tại Việt Nam và mình là một trong những nhà thiết kế trẻ được cơ hội thể hiện bản thân, được giới thiệu cái bộ sưu tập của mình trong chương trình. Bên cạnh đó là mình cũng rất là áp lực và cảm thấy rất là lo lắng bởi vì mình cũng là một tân binh, là một nhà thiết kế trẻ thì mình làm sao đó để mình có thể là mang đến một cái bộ sưu tập nó hoàn hảo nhất có thể. Dạ, như vậy thì sau mỗi cuộc chinh chiến như vậy thì chắc hẳn là anh cũng đã rút ra được nhiều bài học cho chính bản thân mình cũng như là cho các thiết kế của mình đúng không ạ? Và qua cái lần đầu tiên anh tham gia Việt Nam International Fashion Week vào năm 2014 đó thì anh đã có cái kỷ niệm gì hay là anh rút ra được một bài học gì cho những ngày tháng sau này không ạ? Sau mỗi cái bộ sưu tập hay là mỗi cái show diễn, điều mà Hòa động lại nhất đó là mình cần phải có một cái sự chuẩn bị nó chỉnh chu và nó tỉ mỉ nhất. Cái sự chuẩn bị chỉnh chu ở đây có nghĩa là từ khi mà mình lên ý tưởng cho bộ sưu tập, rồi kế đến là mình sẽ chuẩn bị chất liệu, nguyên vật liệu để mình may thành phẩm, và mình phải chọn phụ kiện hoặc là mình chọn model để mình fitting. Thì những cái khâu, những cái công đoạn nó rất là quan trọng. Bởi vì mình có những cái sự chuẩn bị như vậy thì mình sẽ đạt được những cái kết quả nó đúng như cái kỳ vọng của mình. Thì Hòa nghĩ rằng làm bất cứ một cái công việc, một cái nghề gì thì cái sự tỉ mỉ và cái sự tập trung nó là cái điều tất yếu để mà đạt đến cái sự thành công. Giai đoạn mà sau khi anh tốt nghiệp thì thời gian đó anh đã bắt đầu như thế nào để có được một Lê Thanh Hòa như ngày hôm nay ạ? Thật ra thì khi mà vừa tốt nghiệp xong thì bản thân Hòa cũng phải đắn đo và lựa chọn rất là nhiều để có một cái hướng đi phù hợp. Qua một cái quá trình tìm tòi và thử nghiệm thì Hòa tìm thấy được một cái hình ảnh thiết kế của mình, đó là một cái phong cách thanh lịch, sang trọng, nó phù hợp với lại hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam và rộng hơn đó là người phụ nữ Á Đông. Thì Hòa đi theo cái định hướng đó và phát triển nó đến bây giờ để nó phù hợp với lại những cái xu hướng thời trang và cũng rất là đáng mừng bởi vì những cái sản phẩm và những cái thiết kế của mình được mọi người đón nhận và yêu thích và nó ngày càng lan tỏa nhiều hơn. Nhiều ý kiến cho rằng là các thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa phù hợp với
phong cách sang trọng quá và phù hợp với lại các celeb nhiều hơn. Yeah. Và anh có định hướng là sẽ cho ra mắt những bộ sưu tập bình dân hơn một chút, để ví dụ giống như là các nhân viên văn phòng vẫn có thể được ướm lên mình những thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa không ạ? Yeah. Thực ra thì đây là một cái vấn đề có thể nói là rất là nan giải của tất cả các nhà thiết kế, không riêng gì Hòa. Bởi vì khi mà thiết kế ra một cái mẫu thiết kế thì tất cả những nhà thiết kế đều mong muốn của mình nó đều độc đáo, mang cái tính sáng tạo và mặc lên người nó mang đến một cái sự tự tin. Nhưng mà thực tế thì không phải ai cũng có một cái phốc dáng, một cái body chuẩn để thể hiện những cái mẫu thiết kế đấy. Thì bản thân Hòa cũng phải làm sao đó mình tìm tòi học hỏi để có thể là đưa những cái mẫu thiết kế của mình nó phù hợp với lại đại đa số người Việt mình. Thì có như vậy thì những cái thiết kế của mình nó mới đến gần với lại những người yêu thích thời trang hơn là những cái mẫu thiết kế trình diễn ở trên sân khấu. Họ cũng đang có những cái mong muốn, những cái dự định là sẽ phát triển thêm những cái dòng sản phẩm của mình để có thể là những người yêu thích thời trang của Lê Thanh Hòa có thể là mặc được những thiết kế của Hòa nhiều hơn. Yeah. Thì đó là trong tương lai họ vẫn còn đang ấp ủ rất là nhiều những cái dự định. Yeah. Và có thể thấy là Lê Thanh Hòa là một người luôn 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 sáng tạo. Mấy anh để ý về các bộ sưu tập của anh rất là ấn tượng, và đặc biệt là về Fashion Destination năm 2020. Yeah. Thì cũng đã để lại rất là nhiều ấn tượng trong lòng giới mộ điệu. Thì anh có thể chia sẻ một chút là đâu là cái ý tưởng để mà anh có thể cho ra đời Fashion Destination năm 2020 không? Yeah. Trước tiên thì bản thân Hòa là một cái người rất thích đi du lịch và thích khám phá những cái địa danh, và đặc biệt là thích khám phá những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Covid năm 2020 thì sau cái đại dịch đó thì lần đầu tiên thì thế giới là phải chứng kiến một cái sự kiện nó rất là khốc liệt. Đấy là nhắc lại thì mình vẫn còn rất là nhiều cảm xúc. Thì sau cái đợt dịch đấy thì bản thân mình cũng gặp rất là nhiều những cái áp lực trong công việc như là trong cuộc sống. Thì mình mới nảy sinh ra một cái ý định là mình làm một cái chuyến hành trình cho bản thân mình và cho những người yêu thích thời trang và những người thích khám phá du lịch, và đặc biệt là khám phá những cái địa danh, những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Thì Hòa và ekip của mình mới nảy sinh ra cái ý định là đi đến từng cái vùng miền, những cái danh lam thắng cảnh và những cái nơi mà đặc biệt của Việt Nam để thực hiện những cái bộ ảnh thời trang. Yeah. Mang những cái bộ cánh rất là lộng lẫy, rất là xa hoa đến với những cái nơi mà có cái địa điểm nó hiểm trở, nó khó khăn để mình thực hiện cái bộ ảnh, nó mang đến cho những người yêu thích thời trang một cái nhìn mới về thời trang và du lịch. Lúc đó thì mình cũng muốn là thúc đẩy cái việc đi lại của mọi người nhiều hơn, tại vì sau dịch thì mọi người có vẻ là e dè dè chừng với những cái chuyến đi, thì mình là những một trong những người khởi động cái chiến dịch đấy. Thì may quá là cái chiến dịch và cái bộ ảnh được mọi người yêu thích và đón nhận rất là nhiều, và kế sau đó là mình cũng thực hiện được đến cuối năm thì mình được một cái giải thưởng, nó như là một cái chứng nhận về cái chuyến hành trình đó, một cái giải thưởng về một cái sự khám phá của bản thân về thời trang. Thì đó cũng là một cái động lực để cho Hòa có thể là thêm nhiều cái bộ sưu tập và nhiều cái chiến dịch về thời trang và về cái văn hóa Việt Nam mình. Dạ, giai đoạn sau dịch bệnh, việc đi đứng nó đã rất là khó khăn rồi mà mình lại đi đến nơi và thực hiện những bộ ảnh với những bộ cánh rất là xa hoa như vậy, thì chắc hẳn là có rất là nhiều khó khăn trong giai đoạn đó đúng không anh? Dạ, thật ra thì lúc đó mọi thứ nó rất là khó khăn, ngay cả cái việc mình đi lại, di chuyển nó cũng là khó khăn rồi. Mọi thứ vẫn còn đang trong cái giai đoạn cách ly nữa. Cho nên là ekip gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà những cái khó khăn đó nó cũng không làm giảm cái tinh thần làm việc của Hòa cũng như là ekip. Mọi người từ những cái khó khăn đó là có thể là vực dậy tinh thần và làm nó những với cái tinh thần rất là hăng say. Bởi vì khi mà mang những cái tinh thần của cái bộ ảnh đó, thì mọi người có thể thấy là mang đến nhiều cái cảm xúc cho độc giả, những người yêu thích thời trang. Bởi vì Việt Nam mình có rất là nhiều những cái danh lam thắng cảnh, những cái địa điểm đẹp mà bấy lâu nay mọi người quên nó đi, mọi người tìm kiếm ở đâu đấy nó xa xôi lắm, nhưng mà thật ra ở Việt Nam mình có rất là nhiều những cảnh đẹp, những cái văn hóa, những cái vùng miền mà cần được khám phá và khai thác để bảo tồn và phát triển nữa. Dạ, như vậy thì anh đã chuẩn bị mất bao lâu để có thể thực hiện cái hành trình đó ạ? Thật ra thì cái quyết định nó xảy ra trong vòng có một đêm thôi. Tại vì cái đêm đấy thì Hòa chỉ dự định là đi Phú Quốc thôi, đi Phú Quốc để mình
tìm cái nguồn cảm hứng mới sau những cái tháng ngày mà mình bị chôn chân tại nhà. Yeah. Thì lúc đấy thì cái người mẫu đầu tiên kết hợp cái dự án đấy là Hoa hậu Minh, Hoa hậu Kỳ Duyên. Yeah. Thì Hòa và Duyên, Kỳ Duyên và Minh Triệu thì cũng là những người bạn chơi với nhau thôi, thì mấy anh em mới lên kế hoạch. Ừ thì anh có kế hoạch như thế này, muốn kết làm một cái bộ hình, một cái chiến dịch fashion destination để giới thiệu về những cái văn hóa và những cái du lịch của Việt Nam. Thì mới đem cái ý định đó chia sẻ với Duyên, và Duyên đã ngay lập tức đồng ý. Và mấy anh em hôm sau là book vé máy bay đi ra Phú Quốc liền, để vừa có một cái, đầu tiên là mình có những cái trải nghiệm cho bản thân mình, và mình đem những cái điều tuyệt đẹp của Việt Nam mình để giới thiệu đến với những người yêu thích thời trang. Thì họ nghĩ Hòa đã tìm được những cái, những người bạn, những cái người đồng hành của mình trong cái chuyến hành trình đó, thì cũng rất là hay, ý nghĩa. Và sau đấy thì sau Hoa hậu Kỳ Duyên thì có Hoa hậu Henie, yeah, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Tú Anh, Hoa hậu Tử Vi nữa, yeah, thì là những người đã đồng hành và chia sẻ những cái điều tốt đẹp trong cái chuyến hành trình. Dạ, yeah, và Fashion Destination cũng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo với mọi điều. Anh không biết là anh Lê Thanh Hòa có dự định là sẽ phát triển thêm không ạ? Thực ra thì họ có rất là nhiều những cái dự định, những cái ấp ủ để mà mình thực hiện giới thiệu những cái văn hóa và cũng như là thời trang của Việt Nam. Nhưng mà tạm thời là đang dừng lại. Yeah. Bởi vì nó đã có một cái kết thúc rất rất là đẹp bằng một cái giải thưởng là được chứng nhận rồi. Yeah. Thì bây giờ họ nghĩ là mình phải tìm một cái gì đó mình khám phá để mình làm mới nó, thì nó sẽ hay hơn là mình lại đi trên một cái cũ. Và quả thật là công việc của anh đòi hỏi sự sáng tạo rất là cao, anh phải luôn luôn sáng tạo. Có bao giờ anh bí ý tưởng không? Thật ra thì cái chuyện bí ý tưởng này nó cũng thường xuyên xảy ra, bởi vì trong công việc và trong cuộc sống đôi lúc mình cũng gặp rất là nhiều những cái áp lực, thì vô hình chung nó cũng sẽ làm cho mình bị trùng xuống và mình bị bí ý tưởng, bị không có những cái cảm hứng. Nhưng mà những lúc như vậy thì Hòa lại xách ba lô lên và đi, mình tìm đến những cái vùng đất mới, những cái vùng văn hóa mới để mình tiếp thêm những cái nguồn năng lượng để mình về mình tiếp tục sáng tạo. Yeah. Và hoặc là Hòa sẽ tham gia vào những cái chương trình thời trang để mình gặp gỡ với những anh chị em đồng nghiệp của mình, để mình có thể là có thêm nhiều cái ý tưởng mới. Hoặc là mình sẽ đi xem phim, mình nghe nhạc, yeah, để mình hoặc là đọc sách để mình có thêm những cái trải nghiệm mới, để mình làm giàu cho cái tâm hồn của mình, để yeah, mình có thể có thêm rất nhiều những cái bộ sưu tập tiếp sau những cái thăng trầm đấy. Dạ, yeah. Có bao giờ anh đang xem phim hay đọc sách báo mà anh lấy ra một ý tưởng gì đó là anh phải cầm bút anh ngồi anh kế ngay không ạ? Thật ra thì có rất là nhiều những cái ý tưởng khi mà mình xem phim, thì anh cũng đã nhiều lần như vậy rồi. Mình đang xem phim, mình thấy một cái bộ trang phục của cô diễn viên nó quá đẹp, hay là một cái địa điểm nào đó nó rất đẹp mà mình phải note lại để sau này mình có cơ hội mình sẽ đặt chân đến cái vùng đất đấy. Yeah. Thì nó có rất là nhiều thứ từ phim ảnh mà không riêng gì thời trang mà mình học hỏi được đâu, hay là cả những cái văn hóa, những cái lối sống, những cái hành xử của những cái gia đình trong bộ phim thôi, mình có thể học và đúc kết được để mình làm giàu cho cái con người của mình. Nói về công việc sáng tạo thì đó là về ý tưởng, thì đôi khi người ta hay nói ý tưởng lớn gặp nhau. Yeah. Mà ý tưởng lớn gặp nhau thì hay bị gắn mác là đánh cắp ý tưởng. Yeah. Yeah, anh suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thật ra là trong lĩnh vực thời trang thì cái sự sáng tạo nó rất là quan trọng. Và đặc biệt là khi mà mình tạo ra một cái bộ sưu tập hay là một mẫu thiết kế, nó đòi hỏi cái nhà thiết kế phải có cái khả năng sáng tạo và cái sự làm mới mình, để có thể là làm ra những cái mẫu trang phục nó mới lạ và nó độc đáo. Cái sự phát triển của ngành thời trang đối với cái ngành công nghiệp này nó rất là nhanh, cho nên là những cái ý tưởng mà nó tương tự nhau, nó có thể là xuất hiện gần như giống nhau ở những nhà thiết kế khác nhau, mà vô hình chung nó không phải là sao chép hay là tác động từ những cái yếu tố bên ngoài. Yeah. Thì khi mà gặp những cái vấn đề về những cái tranh luận như vậy, thì bản thân Hòa cũng phải nhìn lại, xem lại những cái tài liệu, những cái tư liệu mà mình đã thu thập, để đảm bảo rằng những cái ý tưởng đấy nó không phải là sao chép từ những người khác. Yeah. Và mình cũng phải giải thích rất là rõ ràng về cái hành trình, cái quá trình làm việc ra bộ sưu tập. Và mình cũng phải giải thích những cái ý tưởng của mình nó bắt đầu từ đâu, và những cái cảm hứng của mình nó xuất phát từ đâu, để khẳng định với mọi người rằng cái ý tưởng đó là nó không phải là trùng lắp hay là
mượn của từ bất kỳ một ai. Nhưng mà bên cạnh đó thì Hòa cũng luôn luôn lắng nghe và học hỏi những cái ý kiến, những cái phản hồi của người khác để mình có thể là mình cải thiện và mình phát triển thêm cái kỹ năng thiết kế của mình sau này. Thông thường là mất khoảng bao lâu anh sẽ cho ra mắt một cái bộ sưu tập và sẽ thông qua những cái bước nào ạ? Thông thường thì hiện tại thì mỗi năm Hòa sẽ có hai bộ sưu tập lớn. Hai bộ sưu tập lớn đó thì có thể là Hòa sẽ tổ chức một cái hai sưu diễn định kỳ để phục vụ và giới thiệu những cái mẫu thiết kế mới nhất của mình. Bên cạnh đó thì mình cũng có những cái bộ sưu tập nó vừa và nhỏ để mình có thể là mình phục vụ cho những cái người khách hàng yêu thích thời trang của mình. Mình cũng phải làm mới cái bản thân của mình để mình, tại vì kiểu như mình là một người có quá nhiều cái năng lượng mình phải luôn sáng tạo và làm việc rất là nhiều để giới thiệu ra những cái mẫu thiết kế mới, những cái sản phẩm mới cho những người yêu thích thời trang. Như vậy thì theo anh, dưới góc nhìn của một nhà thiết kế thời trang thì đâu sẽ là một bộ cánh đẹp? Một bộ cánh đẹp đối với Hòa thì là phải kiểu dáng đẹp, form dáng đẹp, chất liệu đẹp, xử lý nó phải tinh tế, tỉ mỉ, thì đó là những cái đẹp của bên phần của Hòa. Còn đẹp ở một người mà thể hiện nó thì bản thân cái người mặc cái bộ trang phục đó phải thật sự tự tin và phù hợp, và đặc biệt là phải phù hợp với lại cái không gian mà cái bộ váy đấy xuất hiện nữa. Thì nó cái sự tự tin và phù hợp ở đây nó gồm rất là nhiều yếu tố, mà quan trọng là cái người mặc cái bộ trang phục đó phải thật sự tự tin. Thì khi mà tự tin thể hiện cái bộ trang phục đấy rồi thì tự nhiên cái bộ trang phục nó sẽ đẹp thôi. Và ngày hôm nay nhân anh có mặt tại chương trình Có Hẹn của HTVC thì anh có thể chia sẻ một chút với quý vị khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ, một vài cái bí quyết để có thể mặc đẹp khi mà đi tiệc hay là đơn thuần mỗi ngày mình đi làm không ạ? Đầu tiên là phải biết mình thích cái gì. Tại vì khi mà mình thích cái gì á, mình diện lên trên người, bản thân mình thấy nó tự tin, nó thoải mái, thì lúc đó là mình có thể là mình giao tiếp hoặc là mình hành xử nó rất là tự nhiên, rất là thoải mái, không có bị gò bó. Các chị em là luôn phải để ý là mình cái màu da của mình hợp với cái màu nào, những cái gì mà có thể là cảm thấy tự tin nhất thì mình cứ thể hiện thôi. Đó là cái điều mà Hòa luôn nói với những cái khách hàng của mình đó, là mình làm gì, bất kỳ điều gì cũng phải là luôn luôn là mình phải tự tin trước. Chỉ có bản thân mình tự tin rồi thì mọi thứ xung quanh nó sẽ trở nên nó bình thường thôi. Và nhưng mà cũng có nhiều người chia sẻ là đi ngang qua cửa hàng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, thực sự là chúng tôi không có dám bước vào, tại vì sợ là đó là những bộ cánh rất là đắt đỏ, chỉ phù hợp cho các celeb, các ngôi sao thôi. Thì điều đó có đúng không ạ? Thật ra thì đây cũng là một cái điều trăn trở mà họ cũng đã nghe được từ rất là nhiều những cái khách hàng, những người mà yêu thích cái thời trang của Hòa. Tại vì thật ra thì mọi người đừng có e dè, mọi người cứ thử một lần. Nếu mà có lỡ đi ngang cái đoạn đường mà có cái showroom của Hòa thì mọi người cứ tự tin bước vào. Bên ngoài thì nhìn nó có thể là nó lộng lẫy, nó sang trọng, nhưng mà thực ra bên trong nó rất là ấm áp, và ngoài những cái thiết kế đẹp, những cái chiếc áo lộng lẫy thì bên trong nó rất là tình cảm, bởi vì các bạn team của Hòa, các bạn sẽ take care các chị, các bạn sẽ rất là chu đáo. Có dịp thì mọi người cứ thử trải nghiệm một lần là xem cái điều đó nó có đúng hay không nha. Còn riêng với chuyên môn, chuyên ngành của anh, thì đối với các bạn trẻ hiện tại, khi mà những ai đang yêu thích nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, muốn theo đuổi con đường nhà thiết kế thời trang, thì không biết đâu sẽ là những yếu tố để cho các bạn cảm thấy là mình phù hợp với công việc này ạ? Hòa thì cũng hay dành thời gian để đi chấm thi và chia sẻ ở các trường đại học, thì cũng hay gặp gỡ với rất là nhiều những các bạn sinh viên, các bạn trẻ yêu thích và đang theo đuổi cái công việc thiết kế thời trang. Thì Hòa vẫn hay luôn luôn nói với các bạn rằng mình làm việc và học hành bằng cái sự quyết tâm và cái sự cố gắng của mình. Bây giờ mình còn trẻ thì cứ nên trau dồi kiến thức, trau dồi những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm của mình. Còn sau này mà khi mà đã có cơ hội làm việc và đồng hành với lại thiết kế thời trang chuyên nghiệp rồi thì mình làm việc với cái sự đam mê và cái sự nhiệt huyết của mình, và bằng cả cái tấm lòng của mình nữa. Bởi vì họ nghĩ là ông trời sẽ không có phụ bất kỳ ai nếu mà mình đam mê và mình làm việc nó bằng cái sự chân thành của mình. Đó là cái điều mà họ luôn tâm niệm, mình cứ làm bằng cái sự chân thành và cái hết nhiệt huyết của mình thì tất cả sẽ được đền đáp lại thôi.
Dạ, và dường như đó cũng là bí quyết dẫn đến sự thành công của nhà thiết kế Lê Thanh Hoài đúng không ạ? Chân thành và cố gắng hết mình, đó là bí quyết của anh. Còn điều gì nữa không thưa? Thật ra thì mọi người cứ hay hỏi bí quyết thành công của Hòa là gì, nhưng mà thật ra anh không có bí quyết gì cả. Những cái bí quyết đó thật ra nó không phải là bí quyết, mà đó là những cái mà Hòa đã trải qua, Hòa đã trải nghiệm, thì Hòa đúc kết lại. Biết đâu nó đúng với Hòa nhưng mà nó không đúng với mọi người thì sao. Cho nên là đôi khi là nói bí quyết thì thật ra nó đúng với Hòa, nhưng mà mình chia sẻ với mọi người thì mình chỉ dám nói là mọi người cứ cố gắng hết mình bằng cái lòng đam mê, bằng cái tài năng của mình. Những thứ mà mình cho đi mình sẽ được nhận lại. Và mọi người cũng hay nói là cái con đường sự nghiệp của Hòa nó được bằng phẳng và nó không có nhiều những khó khăn, nhưng mà thật ra có những thứ mà khó khăn, những thứ mà nó làm mình đôi lúc mình cũng buồn, mình cũng gặp rất là nhiều những suy nghĩ á. Nhưng mà tại vì thật ra họ là một người có thể nói là lạc quan và tích cực. Những thứ mà nó xảy ra đó thì nó gọi là cuộc sống, và cuộc sống thì nó luôn luôn có những cái khó khăn và những cái áp lực, thì đương nhiên mình phải bắt buộc mình phải trải qua. Cái quan trọng là mình phải đón nhận, và mình đón nhận nó như thế nào, bằng cái tâm thế như thế nào. Hòa thì những cái chuyện buồn, những chuyện không vui á, nó thực ra nó xảy ra hàng ngày, và nó nhiều khi nó cũng rất là nhiều, nhưng mà Hòa thấy nó thực ra mình nhẹ nhàng với nó, mình đón nhận nó nhẹ nhàng, mình giải quyết nó cách nhẹ nhàng thì mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua nhẹ nhàng thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa với rất là nhiều cái bộ sưu tập và anh cũng đã có bề dày trong cái sự nghiệp của mình rất là nhiều rồi, thì anh tâm đắc nhất với bộ sưu tập nào của mình ạ? Từ lúc mà mình bắt đầu sự nghiệp của mình đến bây giờ thì có rất là nhiều bộ sưu tập mà gây được tiếng vang, được mọi người yêu thích, được mọi người đón nhận. Và với Hòa thì bây giờ mà để kể ra một bộ sưu tập mà mình yêu thích nhất thì thực sự rất là khó, bởi vì ở mỗi bộ sưu tập, ở mỗi giai đoạn, nó là cái con người của mình, nó là cái tinh thần của mình, và là một cái gì đó, một niềm tự hào của mình. Cho phép họ được tha một xíu là mình xin được tự hào tất cả những cái thành quả của mình, bởi vì có những cái bộ sưu tập đấy thì mới có một Lê Thanh Hòa như ngày hôm nay. Giống như mà hỏi là trong tất cả những đứa con của mình là anh chị yêu đứa con nào nhất thì sẽ rất là khó trả lời đúng không ạ? Yêu rồi. Hết, thương hết, yêu tự hào hết tất cả. Và cũng hy vọng trong thời gian sắp tới là sẽ có thêm được nhiều những đứa con tinh thần khác nữa, mà đứa nào cũng giỏi như đứa đấy. Thì đấy cũng là một cái niềm trăn trở và cái niềm khát khao của Hòa cũng như là ekip của mình. Bởi vì bây giờ thì Lê Thanh Hòa không chỉ hoạt động ở thị trường Việt Nam, mà bây giờ những cái thiết kế của Hòa cũng đã lấn sân sang thị trường quốc tế, cũng đã được rất là nhiều những cái sao quốc tế mặc trong những cái sự kiện quan trọng. Thì đấy là một cái niềm ao ước, và cũng là một cái sự hãnh diện của Hòa để có thể là giới thiệu cái nền thời trang của Việt Nam, cũng như là giới thiệu những cái tài năng của Việt Nam mình ra thế giới. Dạ, cảm ơn anh Lê Thanh Hòa rất là nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những nội dung đặc sắc trên các kênh sóng của dịch vụ truyền hình TVC. Vượt qua vòng tuyển chọn đầy cam go, chính giọng ca xuất sắc nhất của cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ 2023 sẽ góp mặt trong đêm thi đầu tiên của vòng chung kết xếp hạng. Trần Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Như Ý, Trần Thị Thanh Thúy, Võ Hoài Minh, Nguyễn Thị Cua, Trần Thị Yến Khoa, Nguyễn Phú Yên, Dương Thị Mỹ Nhung và Phan Văn Nhân. Đêm chung kết đầu tiên sẽ chọn ra 7 thí sinh bước vào vòng thi tiếp theo, hứa hẹn nhiều bất ngờ và hấp dẫn. Mời quý vị đón xem đêm chung kết 1 cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ 2023 được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày Chủ nhật 3 tháng 9 trên kênh HTV9 và tất cả các hạ tầng kỹ thuật số của HTV. Tiền nó quăng vô mặt của tía đó. Dạ. Tía né không kịp cho nên nó thành lỗ hết trơn, thấy không? Bay 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 làm bằng lớn được mà chữ lỗ. Rỗ. Ba tôi mà bắt tôi lấy tiền chắc tôi chỉ có đường chết mà thôi. Em mập lắm, thịt em nhiều, mỡ em dư. Em không thích thịt với mỡ, em thích xương. Qua wow, nhậu cốc ẩu này xồi bao tử được chịu nổi mà. Chà, mèo nó đặt cho mỡ ta. Rau sạch là phải có sâu. Có sâu là có rau sạch. Đúng rồi, ăn thì lấy giấy hay chắc về xong lấy thêm tiền về. Ê không trúng rồi, tao ra đường ở đó. Làm việc, cái gì cũng phải đúng quy trình. Ông nên nhớ là tôi là trưởng ấp nha. Mới làm trưởng ấp rồi bài đặt. Đây nè, thằng này làm trưởng ấp hai nhiệm kỳ rồi nha.
Đài Phương Nam vui lắm à nghe. HTVC gia đình xin trân trọng giới thiệu. Ngày ngày cứ trôi bình yên thế anh thôi. Gì? Cuối tuần tướng nó dẫn ai về? Dẫn bạn gái nó về. Thì đây á là cô Quyên, con tính dẫn về để làm mai cho ba. Nếu như ba đồng ý á thì cũng mới là mẹ tương lai của con được chứ. Em không phải qua đây bắt học sinh mà em bắt anh. Hai chị em qua đây là để giúp cho anh đó. Giúp cái gì mà giúp? Làm ơn cái gì đâu, làm quán cái có. Ý tôi nói là ở trong tim nè. Ai làm bà đau trong tim hả? Tại ông á, không lẽ bây giờ nói với ba má tôi á là tôi không mang thai được hả? Bác cũng rất là mong muốn một ngày nào đó được tối lửa tắt đèn với cô á. Tất cả mọi người trong xóm chúng ta phải đề cao cảnh giác, không được lơ là. Mọi người thấy có đúng không? Đó, có phải em muốn nói là chị ơi chị đèn nhà ai nấy sáng, chị đừng có ở không ăn cơm rồi rảnh quá giác tù già không? Bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la. Bao nhiêu lâu mới qua cơn sầu. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mai Anh và nhà thiết kế Lê Thành Hòa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.